chiều dần buông lãng đãng cùng tia nắng phớt mơ, mang những giấc mơ quay trở về. Còn lại trong nỗi nhớ lời yêu thương với đời, mãi mê đi tìm hạnh phúc mong manh. Một mình vơi trong vắng lặng im bước chân về, chút ấm áp bây giờ không còn, chỉ là những tiếc nuối vụt trôi xa. Hoành tráng như thế này thì 1 tỷ em cũng chiều. Anh rể của em ấy là chuẩn men mà đấy. Thôi mọi người cứ khen anh ấy, mỗi anh ấy phỏng đấy rồi kia kìa. Nhanh thật, quanh đi quẩn lại, vợ chồng cô cậu lấy nhau được 7 năm rồi đấy. Dạ. Nhưng mà khi nào tròn 10 năm ấy thì phải tổ chức thật hoành tráng, nhớ chưa? Anh Khang nói đúng đấy, lúc ấy á chỉ phải tổ chức cho gia đình đi du lịch đi đâu châu Âu mới được. Được đấy, đúng rồi đấy. Nếu mà đi được châu Âu thì chắc là Hạ cố gắng, gia đình có điều kiện, nhớ anh nhờ. Em cảm ơn. Anh, mình chúc gì cho cô ấy nhờ? Chị nghĩ là cô đã rất đảm đang rồi. Chúc cô thêm tuổi mới, trẻ khỏe và có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Nào thôi cả nhà, nâng ly chúc mừng sinh nhật Phương, mừng sinh nhật con gái rượu của bố. Bố, con. Nhanh tay lên anh ra anh. Nào, tất cả nâng cốc. Chúc mừng sinh nhật của bố. Chúc mừng sinh nhật của mẹ. Chúc mừng. Mẹ ơi, cả con nữa. Con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn con trai mẹ giỏi nhá. Dạ, con mắt. Nào, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Cảm ơn cậu. Vừa mới bát nước chấm rồi, để mẹ đi lấy. Mẹ ơi, mẹ cứ để đấy, con xuống lấy cho. Con Phương nhà bác ý, cái số nó khổ, ăn đến mồm rồi mà vẫn cứ tăng tong tẩy tẩy. Yeah, cả nhà ăn mạnh lên chứ. Ừ. Vâng ạ. Vâng, ăn cả đi nhà. Các cháu, dạ. Các cháu cứ tự nhiên đi nhá. Hay. Dạ. Thôi ăn đi con. Vâng ạ. Ui, chúng ăn đi. Xương ăn đi em. Đến cỡ cho. Sợ béo. Dạ thôi ạ. Anh cứ để em tự nhiên. Vẫn ăn mà em chị ăn đi. Uống đi. Em đang ăn đi còn gì. Hạnh này, cái chồng... việc hôm nọ anh nhờ em hỏi với đối tác nước ngoài thế nào rồi? Được rồi. Ông ấy trông thế thôi, nhưng mà mafia lắm anh ạ. Rồi. Này, nạp năng lượng đi. Để còn có sức mà tiếp chuyện với chồng tôi cả tối chứ. Đợi hộ chị. À, em ngồi đây. Mẹ ơi, đi chồng rồi.
Khéo đồ đi để đây. Anh Danh, anh có vừa nghe thấy không? Chính mẹ cái Phương nói đấy nhá. Này, mà chê đồ ăn tôi nấu không ăn ấy thì để yên để cho chồng tôi ăn đấy nhá. Anh ăn đi. Anh xin phép, anh có điện thoại. Em mời chị. Cảm ơn. Còn xin phép bố ạ. Được rồi. Mà bà nghĩ gì mà tôi dám chê cô giáo? Nhỡ đâu sau này tôi có con lại là học sinh của bà thì sao? Thôi đi, tập trung vào việc ăn đi. Cháu ăn nữa. Rồi. Dạ vâng. Vợ ăn dưa chuột cho đỡ ngấy nhá. Anh phải xuống công trường gấp. Sao lại xuống công trường giờ này? Giờ này sinh nhật vợ anh vẫn đi làm à? Con xin phép bố mẹ, xin phép mọi người. Công trường con xảy ra chuyện nên con phải xuống xử lý ạ. Thế thôi, anh tranh thủ ăn đi, rồi con đi. Chắc không kịp đâu, gấp lắm rồi. Không kịp ăn, thì uống nốt ly rượu đi đã, rồi đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ. Nào, uống đi anh. Ok. Ôi rồi. Đáng vị. Con xin lỗi, để con dọn. Thôi anh, để em làm cho. Không sao đâu, đổ vỡ là điềm lành, em cứ đi đi. Dạ. Em hộ anh nhé. Con xin phép bố mẹ. Con chào bố. Xin phép mọi người. Vâng, anh đi ạ. Này, bà cứ để đấy tôi làm cho. Hộ tôi nhé. Anh, khi nào anh về? Khi nào về anh báo. Anh xin lỗi, đúng hôm sinh nhật em anh lại phải đi. Công việc mà, biết làm thế nào được. Thôi, em vào với mọi người đi, anh đi đây. Anh. Hả? Anh đi cẩn thận nhá. See?
tim, mơ về ngày hôm qua.